có phải tên bà Năm bị trời đánh không? Đúng á. Là bà hả? Ờ. À, thí dụ này nè, bưng cái phở lò vậy nè nha mày. Đó, bưng cái phở lò vậy nè. Mò con bưng tới đây cho chó nó lừng cái. Thì không phải ông làm cho một cái đâu, cái sao làm vậy luôn. Vậy đúng á, à, này vậy luôn. Ủa là khi mà bà té xuống là bà có điện nó có vô nhà, vô người bà không? Không, ông không có vô, chưa có vô gì hết đấy. Đây là cái ngôi nhà của bà. Có lẽ là ở trên ngôi nhà này nó có 1, 2, 3 cái cây này. Đó là lý do hôm bữa sét đánh á, là đánh thẳng vào ngôi nhà của bà luôn nha cả nhà. À, đó. Thường là sét đánh là sẽ đánh ngay chỗ bóng cây. Thì vô tình hôm bữa ông đánh thẳng vô đây luôn. Nên tất cả cái thiết bị trong nhà là đều cháy hết. May mắn là bà vẫn còn sống sót cả nhà. À, đó. Ông trời ông đánh nhưng mà ông vẫn còn thương đó bà. À, ông thương tao khổ theo. Dạ. Ông nói tao khổ, tao để cho bà. Bà sống ngày này hai ngày lấy. Thật sự thiếp không thể nào tin được. Bà năm nay gần 80 tuổi rồi cả nhà. Tự lên núi để chặt những cái củi này nè. Để về hầm than mưu sinh này cả nhà. Đây là cái lò than của bà. Hai ngày bà bán khoảng là 100 ngàn. Rồi, vậy là một ngày bà chỉ kiếm được 50 rồi. À vậy ạ. Nhưng mà số tiền mặc dù ít ỏi nhưng mà vẫn đủ bà mưu sinh được cả nhà. Thì con mình nè, con à, ăn bà nói câu thí dụ có mắm ăn mắm, có cá ăn cá. Dạ. Rồi thì nó cho, nó đi núi vô, nó cho cái gì thì mình ăn cái nấy, nó cho cà, nó cho dưa, nó cho cái gì thì mình ăn cái nấy. Dạ. Ừ. Rồi mình làm cái này trầu câu, rồi mua nhang. Hiện tại là thiếp đang có mặt tại núi Mỹ Tường thuộc huyện Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Khán giả có thấy cái ngôi nhà nằm ngay vị trí chân núi không cả nhà? Ở vị trí đây thì toàn bộ là núi cả nhà, rừng khô, cỏ cháy, rất là khắc nghiệt luôn. Nhưng ngôi nhà đó là của một bà cụ năm nay cũng 80 tuổi rồi. Lúc trước thì cụ ở với chồng, nhưng mà chồng mới mất cả nhà, mới mất có vài tháng trước thôi. Cái câu chuyện ly kỳ mà thép muốn chia sẻ với tất cả quý khán giả ở đây thì cách đây một tháng trước thì ở vị trí nhà của bà có 3 cái cây dúi á cả nhà, có thấy không? Đó. Thì khi mà trời mưa sấm chớp á thì thường là sét á sẽ ổng sẽ đánh thẳng vô những bụi cây, là nhiều nhất chỗ nào mà cây nhiều ổng sẽ đánh vào chỗ đó. Thì cái câu chuyện ở đây thì sau khi mà sét đánh vào cái cây đó thì vô tình cái nhà của bà ở dưới cái cây đó thì bà cũng bị sét đánh một cái râm, nghe hàng xóm kể lại. Thì sau khi sét đánh thì may mắn cả nhà, may mắn là bà vẫn còn sống được. Thép ngày xưa giờ thép nghe những cái câu chuyện sét đánh đa số là đánh là rất là khó luôn, nhưng mà khi mà đánh vô thì tất cả thiết bị nhà cửa của bà, tivi hay là dây điện gì là cháy sạch sẽ hết. Nhưng mà bà thì nằm xuống bất tỉnh một khoảng thời gian, rồi bà sống sót trở lại cả nhà. Một câu chuyện phải nói là rất là ly kỳ luôn. Hôm nay thiếp có duyên tới ngay cái vùng Mỹ Tường này thì nghe bà con lối xóm người ta chia sẻ, thì người ta kể lại với thiếp cái câu chuyện này. Thì mình sẽ dẫn tất cả quý khán giả cùng đi vào nhà bà để tìm hiểu cái câu chuyện như thế nào nha cả nhà. Đó, cả nhà đi thôi. Nghe cái câu chuyện là phải nói là rất là ly kỳ và rất là lôi cuốn luôn cả nhà. Mình phải đi ngay và luôn. Ủa con ơi, chú hỏi phải nhà bà Năm là nhà nào vậy con? Cho chú hỏi nhà bà Năm là nhà nào vậy? Bà Năm có nhà không con? Đi chặt lá không con? Đi chặt lá ở đâu? Đi chặt lá ở đâu? Đi chặt lá hả? Không biết bây giờ bà chặt là con là gì của bà? Con là cái gì của bà? Cháu hả? Cháu ngoại hả? À, vậy là cụ bà đi lên núi mà không biết là đi hướng nào ta.
bé trai cháu ngoại của bà Năm nói là bà đi đâu. Giờ Thép sẽ thử mình đi lên núi mình tìm coi thử thấy bà không nha cả nhà. Bà con thường lấy lá ở đâu? Bà con thường lấy lá ở đâu? Trên đây hả? À, vậy con ở nhà để chú đi cho. Nhà coi nhà nha. Để Thép đi. Thép nghe hàng xóm chia sẻ mặc dù bà năm nay hơn 80 tuổi rồi mà bà vẫn đi leo lên cây để chặt lá về bà nuôi dê cừu gì đó. Để mình thử mình đi kiếm thử nha. Thép đang cố gắng nghe, mới nghe một cái âm thanh chặt cây ở đây nè. Mà biết nó từ hướng nào. Hình như từ cái hướng này nè cả nhà. Con chào ba. Ủa? Thế bữa nay chặt lá à? Bà làm gì vậy bà? Đi chặt lá cho dê. Chặt lá cho dê hả? Ừ. Đi chặt lá cho dê nè. Bà có phải tên bà Năm bị trời đánh không? Đúng á. Là bà hả? Ờ. Trời ơi, con tìm bà nãy giờ luôn à. Vậy em. Hôm nay con tới làng của bà, con nghe người dân chia sẻ là hôm bữa bà bị trời đánh đúng không? Đúng. Dạ, thì hôm nay con tới con tìm hiểu cái câu chuyện mà nãy nhóm tụi con đi 5 người đi tìm bà, nhưng mà nãy giờ đi lạc hết 2 người, còn có 3 người à. Tội nghiệp không? Bây giờ tụi con đi tìm nãy giờ không ra luôn. Ủa, nó đi đâu trời? Mà con cũng chả biết anh em con đi đâu luôn á, tại vì núi rừng bao la quá bà. Núi rừng ở đây khó đi em con à. Rồi bà chặt cái gì á? Chặt lá nè, về cho mấy con dê. Đừng có nói người ta cho bà 2 con dê. À, người ta cho bà dê hả? Bây giờ phải đi chặt lá vì bà ở đỡ cho người ta. Bà làm miếng cho người ta, bà chặn, bà lãnh là 8 con. Dạ. Rồi cái sẵn người ta cho 2 con nữa. Dạ. Bà nuôi luôn. Dạ. Mà con nghe nói bà năm nay hơn 80 tuổi không bà? 78 chứ không phải 80. 78 hả? Vậy là chắc hàng xóm người ta nói lộn á. Bà đi cẩn thận gái nha bà. Có không, tôi đi. Con biết được cuộc sống của bà trong rừng núi khó khăn á, với lại con nghe nói hôm bữa trời trời đánh xét hư tivi, nó cho tivi nữa của. Dạ. Hả? Nó cho cái tivi. Con nghe đó. Nói là hôm bữa sấm sét đánh bà mà may mắn là thoát chết nên con chết. Tới không có chết đâu con à, mà nằm bất tỉnh cả gần tiếng hồ lắm. Dạ. Vì tôi sống vậy tôi nói rồi á. Trời, ông đánh trật mình rồi, ông đánh ai, ông không đánh mình đâu, sao mà theo bắt gớm vậy mà. Dạ. Gớm vậy á. Bà mặc dù gần 80 tuổi rồi mà bà vẫn lên núi để chặt cây về chặt dê cả nhà. Là dê là đi hái củi hành thang nữa con à, chứ phải vậy dạ. Đi hái củi hành thang á. Gần 80 tuổi mà bà đi hái củi nữa hả? Cái con chó này là con chó của ai đấy? Chó của tao á. Chó của bà hả? Đi về đi con. Đây con vác cho. Đây con vác cho. Cầm cho mày vác không được không? Nắng mưa chịu không nổi đâu. Đây con vác cho. Không có, để tao vét vậy nó quận ghê, mày vét nó không có. Ủa rồi bà vét sao? Tao vét vậy nó quận trường. Đi tới đâu cũng được, ở núi, ở luôn gì, tao đi mía gì, đây nè, đây nè. Ủa hay ghê cả nhà. Vậy đi tới đâu là không được mày. Gần 80 tuổi rồi mà bà có vẻ rất là cứng hơn. Cứng lắm, đi lên núi kia chặt củi. Dạ. Trời về, đi ở đây. Thôi bây giờ cho phép tụi con vào nhà thăm bà tí nha. Đi về nhà đi. Con có 2 người anh em mà đi lạc, con kiếm nãy giờ không ra đây. Sao con điện nó đi mà không có điện thoại à? Tại vì trong núi đâu có sóng đâu gọi. Tại vì tụi con phải chia nhau ra đi tìm bà nè. Chết thì trời ơi, tội rồi không? Coi điện nó về con à, điện đó là đi luôn. Kêu đi, nó đi lẹt núi rừng đồ tội không? Rồi tới nó ở lại rồi, không biết phải nó biết nhà ta nó tới nó ăn cung. Dạ. Kể nó trên núi trên non đạp mẹt, ăn gì cũng được. Xin cho sống á con à. Khổ không con à? Cực đá ở trên núi hả chị? Mà con hồi nãy con nghe cái tiếng bụp bụp mà con
Con nghe cái tiếng gió nó thổi vô tai con bập bập, thì con mới tìm cái hướng của bà chặt á. Dạ. Còn mấy anh em con là chia nhau ra tìm mà không biết giờ này ở đâu rồi. Tội nghiệp không? Trời ở đi xuống năm anh im mà lẹ cái ra anh im rồi. Bà chờ con với bà đi nhanh với bà. Bà đi còn nhanh hơn con nữa. Chị mày làm sao đi lại sao nè? Đại bắt lên núi chị mày đi lại không? Ôi trời ơi, bà lớn tuổi rồi mà bà đi. Tại trên đó. Con khiên cho. Không có, tao ghét gì lắm. Để tao ghét cho. Tao chặt xong hai cái này nữa, tao mang một gùi về là thằng nhỏ. Thằng nhỏ cháu ngoại nó mang một gùi ra. Thế bà phụ bà nhưng bà nói là để bà vét cả nha. Không không, để tao vét á. Dạ. Chị mày vét nó ngứa, lét nó ngứa mà cãi phòng mình ra, không chịu à. Lá quỷ này nó xám nó thế à. Tao quen rồi. Con đang hú những đồng đội của con. Hú nó quen, cái tội nghiệp. Chết trên núi đâu có sống đâu. Đi tìm bà nãy giờ luôn á mà. Vậy hả em? Họ tợ rồi. Mà sao bà không xuống làng mà ở trên đường cái túi vậy bà? Không có ấy đâu con à. Không có nhà. À không có nhà hả? Ừ. Ở Cà Ná ở được 40 năm mới về đây à con. Dạ. Về đây là không có nhà. Rồi phải đi vô đây tìm ớt ở rồi. Ở đường làm ông chết. Cửa cho. Ta mở cho. À. Đây là nhà của bà ở trong đây không bà? Ở đây á con. Ở đây nè. Là chứ hồi giờ là bà cứ ở núi bà không có nhà ở dưới làng hả? Không đâu. Nhà đâu có dưới làng, mới lên đây. Ở chi? Ở dưới làng không ngon à con? Dạ. Ừ. Ủa con nghe hàng xóm nói chồng bà mất là chồng bà này không bà? Ông á. Ông vậy... mất lâu chưa? Ông mất 5 tháng nay rồi. Dạ. Bà ăn trầu không bà? Ăn trầu game. Thì con mình ở trong này con này mà không ăn trầu thôi chứ. Nó buồn chiều giờ nào 12 giờ dưới ngủ, 1 giờ dưới ngủ. Dạ. Đi ra, đi vô, đi tới, đi bà đưa. Còn răng không? Hết rồi. Rồi ăn sao? Quấy nè, hết có nè. À, con nghe người dân người ta đồn là bà tên Năm Trầu hả? À. Nhưng mà bây giờ là bà có một cái biệt danh mới rồi. Người ta nói là bà Năm Trời Đánh. Vậy hả? Hồi nãy con hỏi ở dưới á. Con hỏi là nhà bà Năm Trầu ở trên núi chỗ nào, người ta nói không, bà Năm đó là máu bị trời đánh. Người ta đổi biệt danh cho bà là bà Năm Trời Đánh. Đó. Trời. Ủa mà sao, tại vì tụi con nghe cái câu chuyện nó ly kỳ á. Hôm bữa tại vì nhà bà là ở trên thép thấy hai có hai cây dúi cả nhà. Thì có lẽ là khi mà sấm chớp mà tới mà là nó sẽ đánh xuống những cái cây như thế này. Mà bà ở vị trí này là hôm bữa đánh như thế nào bà kể con nghe thử với bà. Đây nè, coi cũng như tao không biết ông nha. Mưa sáng nè. Lúc nó mấy giờ bà? Chắc chừng đó 7 giờ. 7 giờ, 7 giờ rưỡi vậy. 7 giờ sáng á hả? 7 giờ sáng á nha, sao không ông làm ngủ hết cái ông. Tao là tao bưng phở lò hay sớm mơ tao nấu nước nè, tao kiếm bình thủy, tao bỏ ta tao cúng ẩm. Dạ. Nghe không? Rồi gió không có gió. Mà cây quẹt thì tao kiếm không có. Dạ. Tao đi bưng cái phở lò chỗ này nè, tao tới đây ông đập cho một cái rầm cái tao tí tao giục cái đầu xuống đây luôn. Là chỗ nào tí bà tí chỗ nào? Nè, tí chỗ này nè, bưng cái phở lò vậy nè nha mày. Đó, bưng cái phở lò vậy nè. Mò con bừng tới đây cho gió nó lừng cái. Thì không có ông làm cho một cái đâm cái tôi làm vậy luôn. Vậy luôn à, này vậy luôn. Ủa là khi mà bà té xuống là bà có điện nó có vô nhà vô người bà không? Không ông, không có vô. Chưa có vô gì hết đấy. Đây... Bà cầm chân nó tê liệt hết, cô cũng như mình bảy tao nó tê hết luôn à. Vậy là hôm bữa là khi mà xét đánh là đánh cái là bà té xuống như thế này luôn. Bể phải lò đồ hết luôn à. Lò đồ bể, là cái lò là do bà quăng bể hay là xe do xét đánh? Do xét đánh hả? Sao tao không biết hồi vậy cái là mưa cha là hết đấy, tao không thấy gì hết đấy, rồi tao nằm nghe. Là bà nằm mà bất tỉnh hay là bà bất tỉnh ai bất tỉnh này không biết gì nữa hết đấy, cô cũng như là. Là chừng nào mà bà mới chỉnh tỉnh lại tỉnh vậy? Lần cái lần có thằng cháu nó đi vô. Dạ. Thằng ngoại đó nó đi vô nó nói Nam, tao cũng nói gì hết đấy, tao đâu có biết gì họ nói. Cái lần tính vậy. Nói, bà sao vậy? Đi kêu xin nhà thương đừng chở bà ra, sao bà vậy ấy? Cái chị nó nói là cái dây điện nó chạm bà, sao nó nói chở bà đi nhà thương, chở bà đi nhà thương.
cái tôi nghe cái tiếng chửi đi nhà thương, tao lận sợ đi nhà thương hồi đó với mình đâu có đi. Dạ. Yeah. Mình không sợ thôi á, sợ đi nhà thương tiền không có, đi nhà thương mà có tiền. Dạ. Yeah. Cái tao tỉnh, tao nói tao không đi đâu, tao không theo đâu, chỉ mày đừng có biểu khi đồ, mệt ghê không khiêng đồ, phần lòng mong tao không ấy. Cái tao ngờ, cả nửa tiếng hồ, cái tao tỉnh vậy thôi á. Ủa, sao lửa cháy nhà mà sao không có gì hết trời. Nó sáng tao cái tao, thằng ông biết nó nói tao bà uống nước đi. Cái tao nói tao uống đâu. Cái nó nói ủa, thằng nói nhà tao sao nó không cháy, nó cháy hết rồi mà. Ủa ra, ý con hỏi nè, con hỏi bà Năm nè, lúc mà ông trời ông đánh cái rầm là cái là bà chỉ nghe cái rầm bà bắt hồn bà té xuống thôi đúng không? Rầm vậy hết mà, rầm sao? Hay tao nói cháy nhà hết rồi còn đâu nữa? À là bà thấy một cái luồng lửa đánh xuống luôn hả? Đánh xuống luôn mà. À con tưởng đâu là bà là bà sợ khi mà xét đánh là bà sợ bà té xuống thì là lửa luôn, bà thấy lửa luôn hả? Rồi cháy vậy mất hồn, sợ nhà cháy á, mình nằm xét xuống á. Rồi nhà bà có cháy cái gì không? Không có gì hết rồi. Vậy y gì luôn à. Không có một cái gì hết á. Hay vậy á, không có một cái gì mà nó bất động qua cái chỗ này cũng có cô chú kia trong đó. À là nhà bình thường có cháy vậy đó hả? Không có cháy một cái gì ở đây, chỉ cái tivi kia. À vậy là cái tivi cháy. Ừ. Vậy là nghĩ là đúng là sét đánh rồi cả nhà. Đúng là sét đánh ngay vị trí này nên cái tivi bị cháy. Đó tivi cháy đó, bỏ đúng. À là bỏ cái tivi này rồi hả? Ờ đó. Nó ở đâu nó trong này hả? À ở con thấy đó. Rồi. Ừ. À nó quýnh nó cho nên coi không được, coi không có coi á. Là cái tivi mới đó là người ta cho thằng mày nói bò rừng đá rừng gì vậy? À là người ta mới cho bà hả? Ờ à, mới cho nó gặp không có tivi coi á. À rồi có ấy nó cho. À đây là cái tivi mới cả nha. Ừ. Chứ nói câu ví dụ mà tao tỉnh thôi tao không gặp cơ mà trái lửa đầy hết luôn à. Để cái nhà ai cũng nói gì. Cho tivi, nên ông bà tivi Samsung bà mới được người ta cho. Ừ à. Chứ đâu có gì đâu. Thép tưởng là nghe hàng xóm chia sẻ thì bà bị sét đánh thì thép có nghĩ là theo lời của bà kể thì thép có nghĩ là do sét đánh mạnh quá bà bị kiểu bà hoảng á, bà té. Nhưng mà đây thì bà kể là do bà thấy lửa nó to lửa đó. Thì mà sét đánh lửa nó kiểu như là nó lan ra đúng không bà? Ờ nó lan một cái ào lửa tung 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 tèn hết rồi tao nói là không có ấy, dây điện cháy hết, cháy sạch sẽ dây điện luôn, chết thầy chỉ em mới thay lại. Ui rồi mới thay lại thất thầy hả? Ừ. Mà tao cái mạng tao ai cũng có cái mạng tao lớn. Dạ. Mạng bà to à. Dạ. Chứ mấy là bà rồi. Rồi mấy con dê bà nuôi bà bỏ đâu vậy? Dưới đây nè. À cái phải là cái chuồng hồi nãy con đi ngang qua con thấy không ta? Là bà nuôi 10 con hả? À. Là của bà bao nhiêu con? Của tao 2 con cho. Là của người ta 8 con. À của người ta 8 con. Dần à. Mình chậm cho người ta hàng tháng giao tiền cho mình. Người tháng người ta trả bà nhiêu? Ừ. À, tháng có người ta cho vài trăm, rồi có người ta cho béo gạo 20 kg, 10 kg gì vậy? Không, ý con nói là 8 con đó là của một chủ. Một chủ. Là 8 con người ta trả cho là 200.000 tháng. À. 200.000 sao bà đủ ăn? Thì bây giờ đi hái củi thơm nè, mới có ăn chứ. À, hái củi thơm. Ờ, hái củi hầm than, đốt than rồi. 80 tuổi rồi còn hầm than. Đó, ta hầm than, ta lắm bà kia là hả? Còn đó, bà dẫn con đi coi thử bà. Nè. Ui dồi, 80 tuổi mà còn hầm than. Không thể tin nổi, cả nhà. Không có ai tin nó, ta nói từ ở đâu vô đây, người ta không có tin tôi đi chặt củi mà hầm than. Cụ bà gần 80 tuổi. Tự lên núi hầm than luôn. Than đốt rồi nè, cháy rồi nè, rắp rồi nè, ma dở nè phải không? Dạ. Rồi chặt cái này hay dở cái này lên cái kia. Dạ. Vậy là mỗi lần mà bà làm than như thế này nè là bà mở cái lò rồi bán nhiêu tiền? Hai lò như vậy thì bán được 180. Tiền khi ta chở ta ăn 20.000. Ủa, có một lò này thì bà bán được 180. Vậy một lò bán được 180 hả? Ừ. Trong này là nó có 2 lò hả? Một lò ấy. À, chứ nãy con nghe bà nói 2 lò 180 con. Thì đốt lò này rồi mình giữ ra bỏ bao. Dạ. Rồi mình đốt lò nữa mình bỏ vô bao cho nó đầy bao. Là mới được 180. Ừ. Vậy là một lò này có mấy chục ngàn thôi. Ừ, chứ nhiêu. Nhưng mà một lò này nó nhiều củi không? Đây nè, đợi đây mai tôi xuống lò nè.
mà vết thơm mới nữa xuống lo tao chặt tao bỏ trên kia, trên kia. Trời ơi. Mà tao chiên xuống. Giỏi dữ vậy trời. Ôi giời ơi. À, tao không than vậy biết có ăn bạch bà, ăn trâu được chứ bố mày. Thép mới đi có vòng vòng mà thép thép tiếp mệt luôn cả nhà. Mà bà lên núi mà giữa trưa nắng như thế này mà bà chặt cây. Bà về bà cho dê cho đồ ăn. Rồi bà đi chặt cây về hầm than nữa. Phải nói là sức khỏe bà mạnh ghê luôn á. Hồi nhỏ giờ khổ con học. Ôi vậy tao tránh bác sĩ nè, tao tránh công an nè, tao tránh tiền góp nè. Tao có như tao ăn nhiều còn không có rồi thôi. Dạ. Tao nhịn đói à, chứ còn tao không có đi mượn tiền góp hay tiền gì. Tao không đi mượn có ai trong. Hồi giờ bà có đi lúc còn trẻ bà làm gì? Thì cũng khổ, bánh xì bò đi đất đồng. Hồi đó đất đồng còn chưa giải phóng á con ạ. À. Yeah. Thì chưa có chồng á. Thì mới có 17 tuổi có chồng rồi có con. Yeah. Rồi khổ rồi biết. Rồi con đó. Mà đi đâu hết rồi? Con nó có vợ có chồng hai đời. Hai đời, một đời trước á. Thì được bốn đứa trai. Mà bỏ hết đứa còn ba đứa. Mà ba đứa nó đâu bị bệnh gan. Ba làm trai. Không, không, ý con hỏi là con của bà được bao nhiêu người? Mấy người? Còn 9 người. Ui, còn 9 người luôn hả? Còn 9 người, 11 người mà còn 9 người. Ôi trời ơi, tính là con của bà nhiều ghê ta. Nhiều lắm. Năm một đĩa không, khổ như con chó ở đây. Ôi dồi, cái thời đó mà khổ mà bà đẻ lần 9 người. 9 người. Rồi sao bà nuôi nổi hay ta? Thì bây giờ cũng hái rau bắt ốc, cũng là chứ đâu có là. Hái rau bắt ốc thôi mà nuôi 9 người. Khổ trời. Ăn. Cung nguội thì nó mới để nhai cung cho nó ăn chứ đâu có cái gì cũng khổ ghê không con. Ngày xưa cả nhà nghe kể ngày xưa mặc dù cuộc sống khó khăn mà sao nuôi được hay ha. Hay không? Bây giờ cuộc sống kinh tế cũng nói chung cũng không khó khăn như ngày xưa mà nuôi có một hai đứa mà nuôi không nổi cả nhà. Không nổi, bây giờ nuôi. Con nghe người ta kể là ngày xưa giờ bà đi ở đợ cho làm mướn cho người ta hả? Ở đợ không mà 40 năm ở đợ cả ná, ở cả ná bây giờ hiện thờ hữu khẩu. Là mình ở đợ là mình làm gì bà? Thì cũng trồng bò trồng dê. Chứ đâu có làm gì là đâu. Bà làm với chồng bà hay là làm mình? Làm chồng, mà con nó nhỏ thì nó đi theo, rồi nó đi theo mình nuôi nó. Dạ. Bảo vậy làm đồng nào hết đồng nấy, rồi dạ. Quyết khổ cực á rồi. Nó về đây cho sống đồ vậy cái nọ về đây cái nó bệnh hết nhau. Yeah. Làm gì cũng trắng tay không có đồng bạc nào cho con hết rồi vợ chồng nó tự tèo rồi con rồi đi rồi muốn đòi chồng sau thì sanh má đồ này ra thì nó cũng khổ nó đi. Ủa vậy là bà có hai chồng hả? Hai chồng lớn, ông này sáu nè. Ông này có mấy người con? Bảy người chết hai người còn năm người á. Bảy người chết hai người còn năm người vậy là à, ông kia hai người. Ông kia hả? Dạ. Ông kia sao? Ông kia 4-5 người lận. Ủa? 7 người, ông kia 4-5 người vậy là mười mấy người lận? 12 người à. 12 người? 12 người mà hai. Chết hết 3 người. Đầu trước chết 1 người. Đầu sau chết 2 người. À, 12 người con. Ừ. Quá trời con luôn cả nhà. Mà ngày xưa bà làm, bà đi làm thuê cho người ta, bà đi ở nhà người ta mà bà nuôi được 9-10 người. Ừ. Hồi đó đi làm mướn, hồi đó thuốc á, rồi đi làm mướn nuôi cái bọn này nè, bọn ở dưới mấy tường nè. Rồi nó gặp ở trên khổ quá người ta, hông hủi đôi vậy kia nọ, nói thôi mà đi về đây đi. Bây giờ ở nhà cậu Sương ở dưới đó không có ai ở thôi về ở. Về nhà thằng Im ở cái nó cũng bệnh gan nó chết. Cái nồi bệnh gan đó. Rồi bà cho con hỏi là bây giờ bà có còn là 9 người đúng không? 9 người. Họ có ở gần đây không? Con bà có ở gần đây không? Không. Ở xa hết không bà? Ở bệnh gan. Có bị con này ở gần mà nó ở đố. Chồng dạ. Nó họ ở cái áo với tao là nó muốn chồng. Nó muốn chồng đi được hai đứa con, đứa gái, đứa trai, thằng này không. Rồi nó bỏ bây giờ nó có vợ khác là con này bây giờ ở vậy. Mà tao hỏi nhà cho ở với làng ấy, khổ con đi làm mướn cả đêm cả ngày vậy. Rồi cho con cái con nhỏ đi học. Vậy là con bà ở xa hết là một mình bà ở trên núi mưu sinh một mình hả? Một mình em. Lâu lâu con có về thăm không bà? Có, cũng về nó thăm. Vậy là... Nó cũng vậy là bây con. Giờ là bà phải nuôi cháu này hay là lâu lâu lên chơi vậy đâu có nuôi không? Không không có nuôi mình nha. Rồi nó ở đây nó cho vài bữa cho vui vậy rồi nó về. Thép nghĩ là 7 tới 9 người con là nhiều cả nhà. Thì
đáng lẽ ra tuổi bà như thế này là phải con là phải nuôi, phải nuôi. Nhưng mà bây giờ bà tự thân vận động, tự đi lên rừng chặt cây rồi tự nuôi dê rồi để mưu sinh luôn. Tới già tới lớn gần tuổi này rồi mà vẫn còn khổ cả nhà. Khổ. Vậy tối tao nằm đêm 12 giờ 1 giờ với ngủ. Ngủ nghỉ già lớn rồi mà còn khổ. Bởi vậy nợ ở Mỹ Tường tao nói bây giờ ai mà đi thi với ba năm đầu tôi thi liền. Bởi vậy tao trèo lên cây tao chặt lá có thằng bà kia nó nói. Cỡ bà mà vẫn trèo lên cây chặt lá luôn hả? Ôi đồ cây này tao chặt trụi liền giờ chứ trời. Trèo lên cây tao chặt. Ủa là mới nãy là bà đi trèo lên cây bà chặt á hả? Ở dưới tao trèo lên cây là tao đi một cây rừng nhỏ ta lớn gì nữa. Dạ. Rồi tao trèo lên cây tao chặt xuống. Như cái cây này bà leo được không? Cây này được, cây này tao chặt hết rồi còn đâu nữa. Trời ơi. Thế không thể nào tin nổi luôn á trời. Cây như thế này mà bà còn leo lên bà chặt. Ôi chà, cây cao nữa à, chi đâu vậy nè. Cây cốc ở trên núi mày thấy nó chặt lũi hết thấy à. Bà ăn trâu ấy. Tao nói không có hồi nào mà tao ở không ở đây. Nãy giờ bà cũng ghiền không mà cả nhà. Ghiền ghê. Bà... cả đêm ăn vậy nè. Cả đêm bà ăn à. Bà vậy gỡ tiền chỉ nó mua trầu chỉ nó nói. Bà ăn gì dữ vậy tao nói. Không có thì tao chết. Thôi để tao chết không cho tao ăn. Tao chết cho trời. Là phải ngày nào cũng phải có ăn chứ không ăn là không chịu được. Ngày nào cũng có ăn, đêm nào cũng có ăn hết, không có. Ủa mới nãy con thấy bà là bà có mang dép không vậy? Có chứ. Bà đi rừng bà có mang dép không? Có, mang dép đào và cài đâm ghê em chi. À, con nè, tưởng, bà coi nè, trèo lên cây nè, thầy tay thầy chân hết nè, đó trèo lên cây mà nó móc không à. Trèo lên cây mà móc mà băng băng cả nhà thấy không? Coi chân của bà đi lên rừng lên núi mà. Đó, thấy không? Tân mạnh tí bị hết đấy. 80 tuổi. Đi rừng đi núi mà bây giờ cái chân của bà hư này cả nhà. Ừ, đó. Đi miết á. Sẽ mau lên núi hai củi. Dạ. Rồi về bỏ đó. Rồi nó cũng ăn. Ăn rồi đi trước lên kia. Chặt lá. Lá xong rồi về. Lát nữa xuống nhốt dê. Cho lá ăn. Dạ. Chúng mau quét chuồng. Có hàng ngày nó cũng phụ lửa. Nói chung nó phụ. Nó trao cháu này làm được cái gì? Nó cũng đi chặt củi á. À, đi chặt củi với bà luôn hả? Ờ, dẫn đi cho vui. Con thấy nó bình con thấy nó bình thường mà sao bà nói nó bị bệnh gì? Nó không có bình thường. Nó vậy. Phải không? Con lớp mấy rồi con? Đâu có lớp gì đâu. Con có đi học. Con có đi học không? Nghĩ à. Nghĩ là học lớp 4 nghỉ hả? Con này cháu là cho con thứ mấy con Út à. Con Út à. Con Út hả? Ừ. Con tên gì? Thanh. Thanh. Anh anh đi chặt lá chặt lùa phụ hoài không? Học lớp 4 10 tuổi. Bây giờ mày hỏi cái chữ gì nào biết tao chết liền á. Nó học cà ná xong rồi nó xí giữa xí sách rồi nó đi về rồi giờ đây Mỹ nó nuôi nó không có nào. Nó muốn đi làm nó muốn không nó muốn đi lên núi nó ở trên đó cả buổi cả ngày nó muốn về nó. Ủa rồi nấu cơm nó đồ là bà nấu hay ai nấu rồi? Tao nấu cho ai? Tao bếp bà đâu? Ờ hai lò hả? À bà tự nấu luôn hả? Ừ. Bà đây là bà nấu củi hả? Nấu than chi? À nấu than. Làm than mà nấu củi. Là bà tự đi chợ đi đâu luôn hả bà? Không đâu, gõ gì ai đi khi đâu đi chợ vô lại lấy gì làm công chuyện lại. Cái trứng gà nè. Nó bể nè. Rồi bà ăn cái gì? Đó chị nói chúng nó cho dưa. Ai cho bà? Con mở cái lớp sau ra. Con xin phép nha, cơm hay sao? Ờ. Kiến gì đó. Cá hả? Cá. Ủa kiến không à? Kiến hả? Ủa. Kiến không à? Quá trời kiến. Lát nữa cho gà cho chó nó ăn rồi nó ăn. Ui chà, quá trời kiến đâu bà. Lâu lâu con bà có đi chợ lên cho bà không? Lâu lâu có mày với con này nè, nó cũng đem cá vô rồi có ở đây rồi chỉ nó đi núi nó đi ngang đây nè nó cho cá. Rồi nó cho cá ăn bữa hay là nó cho trà. Rồi có thằng trên kia về đây nó làm con nuôi đây với sữa nhà đùa đây chứ ai. Dạ. Có thằng đó, thằng Mộc á. Nhà bà ở có nguy hiểm quá không? Tại biết sao? Rừng đồ rắn đâu có xuống không ta? Không đâu. À. Không có. Ở đây là nó đâu có cái gì trắng đâu. Con sợ rắn đâu, con đêm nó bò vô. Không chứ. À. Con đêm bà ngủ đây hả? Đó, thằng ngủ giỏng á. Chứ ai ngủ đây? Có thằng này nè. À, cháu ngủ hả? Ừ.
lâu lâu lên thăm bà ngủ lại. Ừ. Dê bà để đâu? Bà dẫn con xuống coi dê thử coi. Đi xuống coi thử cái chuồng bà dê, chuồng bà nuôi sao cả nhà. Đây. 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 Chơi đây. Cái cây này người ta kêu cây dúi đúng không? Cây dúi á, cây dúi chặt lá đưa cho ngành ăn. Cây này người ta... Cái gì? Nó, gà nó nhảy với dê. Cái gì con? Nó nuôi sập cái đó. À, gà nó nhảy sập hả? Ừ. Cái đất này là bà tự bà lên mà ở chứ đúng không? Ở rừng lên, mà. Lên rồi chỉ nó chỉ. Tao men cái vùi tao làm then trên kia, tao men cái vùi xuống để tao gặp mấy cây dúi này nó mét quá. Dạ. Tao đi xuống tao ngồi. Xong rồi tao nói, ồ chỗ này, đây mình nhắm đây, chỗ này có nhà ở được không vậy trời? À, rồi cái ở đâu, cái tao ngồi đây tao để cái quỳ, có chai nước nữa tao ăn trầu. Nhưng mà sau cái vụ mà bị sét đánh á, là bà có sợ không? Sao vậy? Không sợ. Còn lẽ ra con nghĩ là sau cái vụ mà bị sét đánh là bà sợ bà dọn đi chứ? Không. Trời, sao vậy? Tao không sợ là, mày biết sao tao không sợ, ông sét đánh, tao không chịu chết là làm sao tao chết được. Tao nói vậy à. Thôi ở đây luôn cho rõ. Dạ. Tao rồi tao nói nếu bà chết rồi làm sao đi bà về, bà chịu về ai tao mới chết. Ngồi lụa chỗ này đất tao đây. Ở xã nó cho tao mà. À, ở xã cho bà ở hả? Ở xã đất này để nếu bà là muốn làm gì bà làm. Dạ. Ủa ra tới đâu. Thì tao để cái người đây thì nó vô bốn thằng. Nó tính là ủi cái này lên đây luôn, tút lên đây luôn, nó lấy đất nha. Dạ. Nó gặp tao ngờ. Cái tao nói công chuyện gì thì tao nói, thôi cho bà để nữa. Bà cắt hộ khẩu về trở nên làm giấy. Nó cắt hộ khẩu, nó biểu thôi để ông em tan là nó cắt, nó để luôn cho. Ông nói vậy á. Con nghĩ là nếu một người bình thường mà mình ở ngay cái bụi cây này mà sét đánh như vậy là mình chúng mình sợ không dám ở cả nhà. Nhưng mà bà nói là bà ở bình thường. Để con giác cái này cho. Bình thường á. Bà nói là bà ở bình thường không sao hết. Ừ. Tao ở bình thường, tao nói ra cho ngay trò Phật thương tao, tao không biết vậy là bà gì hết á. Bà hết sợ chết rồi. Ừ. Mà chết, chuối này chết vừa hả con à? Chuối này chết vừa. Mà còn cứng không? Còn cứng lắm hả? Ừ, còn đi núi đồ được mà. Bởi vậy ai nói, ai thấy cái lèm mới thương. Bởi vậy mấy ông nói, mấy thằng mà nó đi núi nó nói, ở trong núi có bà khỉ già không nghe? Ở trong cây. Người ta còn kêu bà là bà khỉ già, bà leo cây á, bị nó gặp tao trên cây á. À, là bà leo cây nhiều quá hả? Ừ. Bây giờ là người ta đặt cho bà biệt danh mới rồi. À. Bởi vậy ai cũng nói hết đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái chuồng dê của bà nuôi dê như thế nào để cho khán giả xem nha. Ủa hai con dê là... Hai con dê ta cho. Con bà cho hay ai cho vậy? Không, ở trên đó người ta cho, người ta cho tao cái khai thằng gà rừng, gà gãy gì á. À. Là cha con nó xuống chữa. Mà nó gạt lát tao đuối, tao đuối tao đi chữa về đây xuống tao bắt trộm, nó tao bắt trộm là mày chỉ mày chết tao. À. Tao đâu có biết thằng nào. Có nghĩa là người ta cho dê cho bà chứ không phải là con của bà. Không. Đi từ từ thôi bà. Bà gánh nổi không vậy? Trời, ta gánh củi, ta men cả cái củi con đảo, rồi gánh trời, men ba cái cỏ này mà men nở trời đất. Đâu cái chuồng bà đâu, nó kêu bê bê, à không phải chuồng này hả? Không. À, vậy là thường chuồng ở dưới nữa. Bên dưới nè. Đâu chuồng này, chuồng ba là chuồng nào? Đây. À là cái chuồng này. Từ vị trí nhà của bà mà đi xuống chuồng dê thì nó mất khoảng 200 mét này cả nhà, đi cũng... khá là khó khăn á, chứ phải dẫn lắm nha. Tại vì đường nó trơn lắm. Đường nó bị trơn. Đây, dê ở đây. Ủa, dê của bà đây nè. Đây nè, ta cho hai con nè. Đâu con hai nào? Ông bạn của tao nè, đó, hai ông bạn đánh nè, đó. À, là người ta cho bà hai con trắng nè. À, đó, con này của ta. Là mấy con nhỏ nhỏ kia của ai? Nhỏ nhỏ của tao luôn, thì con bị nó đĩa con. Ui dồi ôi, nhiều cái đĩa nhiều cái ta. Ừ. Ồ. Ừ, nghĩ nó đi con. Đây là những người bạn của bà cả nhà. Hàng ngày bà phải đi lên rừng, bà leo lên cây, bà chặt cây. Mặc dù bà gần 80 tuổi rồi, bà chặt mấy cây này để về chăm mấy chú dê. Bà được người ta tặng hai con dê màu trắng này cả nhà. Rồi người ta cho bà nuôi, là bà nuôi mướn một tháng kiếm 200 ngàn nha cả nhà. Bà nuôi 8 con. Dê dễ thương quá không? Đó nó đi, dê nó đi vô con nè. Ôi dồi, chút con vào được không? Được.
Mở cửa ra cho bây giờ con mở cửa ra nó có chạy ra không? Nó chạy ra nó uống chừng này thôi, nó đi đâu nữa đâu. Dạ, đây con mở ra chỗ nào? Đây, đâu nữa cho. À đây là con thấy rồi. Đó, chừng này cho nó ăn về nè. Dạ, đi chặt như vậy xuống ngoài rồi người ấy, rồi chiều người ấy. Đó, xuống ngoài chặt nè. Là cái mấy con dê con này là con của mấy cái con mà bà chăn thuê cho người ta hả? À là dê này cũng của người ta luôn. Bà chỉ có chăn thuê thôi. Nguồn này ăn tiền. Dạ. Này cho mấy con nghỉ nó đĩa nè, cho nó ăn cho có sữa con nó uống đó, chặt lại nè. Nó vui nhốt lại chung ý. Dễ thương hả? Mẹ con nghe nó dê cù mới nó rẻ không bà? Hiếm. Con đâu có mấy trăm ngàn à. Bữa con bóng triệu rồi, bữa nay con có mấy trăm ngàn triệu con à. Vậy á. Ba. Dễ thương không? Dễ thương quá. Đó mẹ nó vô kìa, mẹ nó vô kìa. Mẹ nó vô bú à. Ờ, à, vô ấy con. Vô ấy con, vô ấy. Ở sao vô ấy con? Nó sợ. Nó sợ. Đây hai con này bà mới được người ta tặng nè. À, hai con đó đó. Nhiều với bà hai con này nhiêu tiền? Biết vậy tao không biết không? Tao không biết. Nhưng nó mà con nghĩ hai con này chắc được 2 triệu á chứ. Không không nè, dưỡng cháu mày. Hả? Được không? Dưỡng cháu mày. Giờ này á là nó có cái dụng mà tao của tao nè mà ai bán tao mua 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu tao không bán. Bị người ta cho tao chừng này chết thì tao mua hàng. À là bà nuôi khi nào mà chết thì là để dành lo hậu sự cho bà hả? À đó, để nó đi rồi ta. Không nhưng mà con nghĩ giá thị trường thì hai con nó cỡ 2 triệu bà. Có nè, rỉ nè. À là rỉ lắm hả? Rỉ mà, hai con này giờ nói xin lỗi mày ở đây 3 triệu người ta bóc liền. Để ghé 2 triệu mày. À vậy là thép nói bị hớ à, hai con này nó khoảng 3 triệu. Ừ. Con này mới đĩa nè, mới cắt rốn mà đĩa hôm này phải không bà? Đĩa lâu rồi, 3-4 bữa rồi. Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ ghét không? Dễ ghét không? Con cũng thích nuôi dê á bà. Ừ. Ngon chứ. Tại bây giờ là bảo vệ ở trên đó cũng trồng dê trồng bò. Mà bây giờ về dưới này thì cũng trồng dê trồng bò. Bởi vì ta gặp tao ấy nè, trồng đồ nó chặt lá rồi. Con dê làm thú cưng cũng vui lắm á. Ngon lắm. Lúc trước có thép nuôi con, thép cho nó uống sữa, đi theo mình hoài luôn. Đó. À, quên đi sữa cho nó uống chứ. Nó đi theo con hoài cả ngày luôn. Đó, tao cũng vậy. Hay là bà tặng con em một con làm kỷ niệm đi. Của người ta con. À, của người ta hả? Của người ta tôn của người ta hả? Tặng cho mẹ con mày về làm kỷ niệm đi. Ừ, hay là bà tặng con màu trắng cũng được. Đó, lừa của người ta cho nữa. Quyên là khen. Ủa là con dê này là của ai hả? Của người ta trên kia. Là dê của người ta, bà bây giờ bà vẫn nhận ra là dê đó dê của hàng xóm, bà đuổi nó ra cả nhà. Thật sự mà nói giỏi ghê luôn á cả nhà. Một mình bà chăm tới 10 mấy con chứ phải ít đâu nha. Chăm 10 mấy con dê. Hàng ngày đi leo cây cắt lá cho nó. Tao gặp người ta nuôi á, đẹp người ta cho nuôi cho. Ủa rồi ba, ở trên núi rồi nước ở đâu bà? À, bà đó, bắt ống xuống á, có thằng trên đó nó bắt ống nước xuống. Rồi có nước tắm rửa à, có, đúng rồi không? Có chứ, chứa 2 thùng phi đầy hết đi chứ. Bà cho dê ăn xong bà tự đóng cửa luôn cả nha. Rồi canh đêm có khi nào ăn trộm được không bà? Không đâu nè. Có bất khi nào mà bị mất dê rồi không? Nó chết đồ thì mất thì nó ở trên rừng nó mất chứ ai là bắt. Mà hồi đó giờ bà đi chăn bò chăn dê cho người ta có khi nào có mà mất hay chết gì không? Có chứ, ở đây nó cũng chết vậy. Rồi chết người rồi lúc chết. Đó mình làm sao? Mình làm sao nó chết trên rừng mình là sao mình biết rồi. Nhưng mà mình có đền cho người ta không? Không không. Vậy bây giờ mà đền gì? À. Vậy. Ngày xưa là bà đi làm mướn cho người ta là bà đi ở nhà người ta là bà đi chăn bò hay chăn dê? Chăn bò cũng có, chăn dê cũng có, chăn trù cũng có. Dạ. Đủ thứ hết. Là 40 năm luôn. Ở Cà Mau 40 năm ở được không? Trời ơi.
40 năm á. Vậy là bà ở năm bà 17 tuổi? 40 năm tới năm nay sao 17? Vậy là bà ở đó năm bà 60 tuổi luôn. Năm mươi mấy gần 60 tuổi là bà mới về, năm 60 tuổi bà mới về bà tự làm cho bà luôn hả? Ừ. 60 tuổi bà về bà ở trên núi giờ à, thì tới là chỉ con ở đâu đi về uống nước rồi. À để tới con lên coi thử có đồng đội con về chưa. À con ở thành phố con lên đây bà. Rồi chừng này con về rồi con đi về kịp không? Kịp chứ. Kịp hả em? Để con lên đi con khi kì, con tìm đồng bọn của con á. Ủa mấy con dê này phải nhà mình không? Không không, con ta dê mình về đủ rồi hả? Ủa nó dòm mình phải không? Ừ. Dễ thương không? Chị là ở cái cánh vùng này người ta nuôi dê nhiều không bà? À nhiều. Ủa nó dê kìa. Ờ nó dê á. Dễ thương không? Chừng này nó dê á. Ủa thế thấy còn có một con dê sờm kìa bà thấy không? Ở đó nè, dê sờm nó dê sờm nó có râu nè. Ừ. Dê sờm nó có râu. Mà con dê nó hay lắm nha, một mình nó thôi mà nó cân hết bầy mấy chục con vậy cả nhà. Ờ đó có một chuồng đó. Là một bầy này nó có 20 con cái là một mình nó cân hết luôn. Sao 20 con 30-40 rồi hệ tóm mùa của nó nhảy rọt. Hay lắm. Bởi vì người ta cứ kêu là dê sờm á. Ừ đó. Là nhà bà đây nè. Mới đi chút xíu mà thấy là ta mệt rồi đó. Mệt sao? Ta đi xuống to vậy á mà dê nó gần đĩa. Thì ta phải xách những tao đi. Ủa canh tối là dê nó gần đẻ không bà? Ờ nó la thì mình biết. Mình biết dê mình la tiếng sao sao quá. Là bà đi đỡ đẻ cho nó luôn hả? Rồi đi xuống hả nó đẻ được mình đỡ luôn. Dạ. Đem nó ra cho nó sống. Dạ. Ủa cây vú nhà bà trái nhiều ghê luôn á trời. Ờ. Quá trời trái luôn à. Bởi vậy ta chặt bớt hết hả? Ngồi bà nuôi dê rồi bà còn nuôi chó mèo gà gì không? Đó chó gà nữa. À hai con chó đúng không? Nãy con thấy hàng chó xích. À, một con mèo nữa hả? Ừ. Sao bảo thả nó ra ấy? Thả dê, sợ ấy dê ta con ăn nó được dê, nó không cắn mình nó được. Dạ. Yeah. Một ngôi nhà đơn giản nằm ven chân núi. Ở trên nhà bà thì có ba cái cây dúi. Ba cây dúi hiện tại trái đang rất nhiều luôn. Thế thấy quá trời chắc trái luôn cả nhà. Trái dúi thì ăn nó ngọt ngọt, nó rất là ngon luôn nha cả nhà. Thép sẽ hái một chùm dúi xuống ăn về cả nhà xem nha. Bà có ăn trái dúi lần nào chưa? Ăn biết rồi chứ. Nên ngon chứ. Lắm á. Mà sợ không có, coi dây điện á con. Tao sợ dây điện ghê. Đây để con hái vài trái xuống con ăn cho khán giả xem. Ngọt ghê lắm ngon. Ngọt nó ngon lắm nha cả nhà. Đây cái trái nó đây. Ăn đi con. Trái nó chắc thép nghĩ là nhiều dinh dưỡng lắm nha. Ăn ngon á. Nó ngọt ngọt. Nó ngọt ghê chứ. Dạ. Bà nấu cơm chưa? Chưa, chừng này chưa nấu nè, không thấy ăn gì. À. Hình như con có đem theo bao gạo này con tặng cho bà nè. Gạo hả? À. Tại vì con nghe người ta nói bà ở trên núi á. À. Bữa đó cái mỗi lần đi mua gạo thì cũng khó nên con tặng cho bà một bao gạo nè. Bữa đó thằng đó cũng tặng tao 20 kg sao? Bao gạo con có tặng có 10 kg. Ừ. À, bao này nó thơm lắm nha. Tao cầu cho về nấu cháo. Mơ bà cháu nấu cháo không có gì ăn nấu cháo. Dạ. Nấu cháo nó đồ ăn không bà? Ừ. Ngồi ghế con ạ, ngồi đi. Nước con ạ. Chắc bà sống ở đây đơn giản chắc cũng bị có đồ ăn được là ok rồi không bà không? Chứ cũng không cần tiền bạc cho nhiều lắm đâu. Chỉ cần có gạo tiền có đồ bạc ăn. Làm sao con biết không? Mình còn tiền có gạo ăn. Dạ. Mà còn tiền là họ nèo kẹt hay trầu câu. Dạ. Rồi cái ơn cái nghĩa họ ta cúng ông nè con nè. Đi lại cho ta. Mình phải đi trả cho ông ta. Họ nèo kẹt hay ta cũng phải đi. Họ nèo mà không có tiền không mượn tiền không có cũng phải đi ra. Ta cho ta cái nhang nói người ta không biết chi. Mình bỏ đâu có được con. Mà từ từ mà nói. Mới đi lên dốc mệt. Ui dốc mà tôi đi hàng ngày. Mình thanh niên này mà mình mới lên chút xíu mà mình. Bà đi quen hả? À. Cho nên nó mình phải đi ra mình nói với người ta một tiếng mà. Giờ bữa nay nói đây là im hả chị? Tôi bữa nay tôi không có tiền. Dạ. Giờ để tôi ra tôi thắp cho chú đón cái nhang à, cậu đón cái nhang. À, có cái mặt hơn cái lòng hơn cái mặt hơn tiền bạc thôi kệ nó thông cảm với tôi. Vậy người ta cũng thông cảm người ta giúp kẻ tôi. Bà sao mà bà lo cái đó, bà già rồi. Làm gì không có được gì.
là nói đâu câu đánh thử. Con cháu nó cứ giữ chậm. Thì bây giờ tao có 200 ngàn mà. Bà còn tiền đúng không? Không, không. Cho con mượn 100 đi. 100 hả? Dạ. Mày còn tiền không? Bà hỏi cháu bà hả? Nó có tiền, nó có mấy chục ngàn. À, mấy chục. Bà hãy nói ra cho ngày bữa nay bà không có, bà chưa bán than này. Nhốt than 2-3 bữa nay mà chưa có bán. Dạ. Cho nên bữa nay không có đồng bạc. À, bà nhốt than mà chưa bán hả? Ừ, cho nên không có tiền. Chỉ nhốt than bán xong rồi có tiền. Có tiền cho nên không có tiền. Con định mượn bà mua mấy, mua gì con? Mua lát xuống mua mấy chai nước, khát nước quá. Khát nước hả con? Con sợ con uống nước suối không quen là nó đau bụng. Nó đau bụng. Cho vài mượn 40 ngàn của con ơi, cho cậu ấy con. Ê con cho. Con có tiền không? Có mấy chục ngàn. Mà ai cho con vậy? Ai cho con? Ta cho nó. Ta thấy nó ở đây. À thôi thôi con để đó đi. Con để đó để con. Con mua đồ, con mua bánh, mua đồ con ăn đi. Con tưởng bà có tiền thì con mượn, còn bà không có thì để lát con ráng ha, để con về nhà con uống cũng được. Cho ở cái nước chịu viện ở con. Dạ. Con sợ uống nước suối. Thôi bây giờ thì mày ở đây nha, tao xuống dưới kia tao mượn đỡ nha, cái con nãy á tao mượn đỡ cho 100 ngàn mua nước uống rồi đổ xăng đi về nha con. Trời ơi mày. Tao nghiệp ông mày. Xe con đâu có chạy xăng đâu. Sao vậy chứ chạy bằng gì? Con xe con chạy bằng dầu mà. Dầu gì con? Dầu cái vôn á. Rồi ở làm sao chạy? Xe con chạy bằng dầu đâu có chạy bằng xăng. Mày không hả? Xe chạy bằng dầu trời đất. Con đi xe bốn bánh mà. Vậy hả? Bốn bánh là chi taxi vậy hèn. Dạ đúng rồi, chiếc xe đó nó chạy dầu mà. Mà mỗi lần đổ tốn tiền bà, mỗi lần đổ tốn 1,5 triệu lần. Mà sao đi con đi đường núi vậy mà đi con đi tội nghiệp cha con thằng gà đi á nha mày, cái thằng gà đi á. Dạ. Nó cho nhiều á nha mày, nó cho gạo nè, nó cho mì tôm nè, nó cho mắm nè, nó cho cá nữa, bữa nó đem thịt nè, rồi nó đem ấy nè, đem vui cho chó ăn nè. Ủa nhà bà, nhà bà có tủ lạnh không? Có cái tủ lạnh nè mà xài được không? Hư rồi. Có hai cái tủ lạnh mà hư rồi hả? Nó cho con mà điều nó lâu không? Mà điều điện người ta cho mà. Để con tưởng đâu xài được á, bữa nào con có lên đây con mua cá mua thịt được cho bà. Đó giờ, nó bỏ đồ vô đó. Giờ đây con mệt con mà ngủ quá. Dạ, bây giờ ngủ đi con. Ngủ rồi làm sao con đi về trời, tới xe con. Sợ rồi. Ngủ rồi biết chừng nào dậy đi về đây. Tới thui rồi. Bây giờ ở đây nó cũng mà có gì mấy nha. Thôi con ráng con lết xuống kia con tìm đồng bọn con về nữa. Trời ơi trời. Bây giờ tới xe con tới cả con ạ. Giờ này nãy đi nó bị say nắng rồi, giờ nó hơi quải chút xíu. Con tới giống nằm nghỉ chút đi. Rồi đi về. Trời ơi đi xuống đi sớm sớm nó con ạ, đi đâu mà. Rồi bây giờ tao hỏi chỉ mày một câu, bây giờ chỉ mày đi đâu mà ghé tới nhà tao hay là xuống cho tao gạo, người ta nói mày cho tao gạo thì mày nói cái rõ ràng cho tao biết ơn. Ý là như thế này nè, hồi nãy con xuống con mua hành ở Mỹ Tư ở dưới đây nè. Con mua hành để về con bán hành. Rồi người dân người ta chia sẻ nói là ở trên núi có một bà cụ cũng về lớn tuổi rồi, cũng khó khăn, nhưng mà hôm bữa nghe nói là xét đánh bà cháy tivi cháy điện gì đó. Nhưng mà may mắn là sau khi xét đánh thì bà cũng không có nói chung không bình thường không sao hết á. Con thấy câu chuyện cũng rất là ly kỳ nên con lên con thăm bà. Con thăm bà để con về con chia sẻ với mấy bạn con nghe á. Dạ chứ không có gì hết á. Rồi sẵn đó con mua ghé tiệm con mua bao gạo con tặng bà. Thôi cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn đi con, ba đứa con mà từ ở dưới đó đi lên đây đi vì... dưới mà thăm bà thì bà cũng biết ơn chứ con không ra. Ở dưới con lên xe con chạy không được, con phải để chiếc xe lúc dưới kia kìa. Thấy mà sợ ghê. Tiền con thì con để dưới cái xe á. Mà bây giờ con phải đi xuống xe xa lắm. Xa lắm hả? Không có tiền mua nước uống con mượn bà mà bà cũng giờ bà cũng hết tiền luôn cả nhà. Hết tiền mà con có thì mấy bữa mấy thằng kia nó tới thì tao nó gạt lát tao chứ. Rồi tao có nhiêu, tao vô nhiêu. Mà nó không lấy đâu, nó trả lại tao mà nó còn cho tao tiền nữa chứ. Bà cái thằng đó thiệt không rợ. Ai con chó lắm. Là bạn của bà cả nha. Lâu lâu cháu lên chơi. Con mèo nữa, con mèo tao nuôi hầu. Con này nó tên gì? Bà. Bông. Còn con kia nó tên gì? Trà đào. Con nãy cái ngồi nằm đây trà sữa.
Ồ, ba con hả? Trà đào, trà sữa, bông. À, con mèo nữa. Bụi con, bụi, bụi, bụi ba con. À, con gỡ đây ra hả? Đây. Sao ba, lắm. Bà không có dám thả ra nó đi rượt về người ta. Người ta nói con à, người ta nói cho nên cùng về tối tao thả nó ra nó đi đá đi gì á. Tạo lắm, thương lắm. Nhà con cũng nuôi chó cũng nhiều lắm á. Thương lắm. Chẳng tha ai mà giờ dọn tay quấn tay một cây chi quấn chó tao tao chịu tao không được không? Tao nói thiệt với mày một câu á. Dạ. Quấn tay một cây thì tao chịu mà quấn chó tao tao không chịu không? Dạ. Chẳng thà nó có làm gì thì nói với tao. Chứ còn quánh chó ta ta không chịu không? Chẳng thà nó có gì thì tao xin lỡ. Bà ơi. Bữa nào con rảnh con lên con thăm bà tiếp nha. Giờ con phải đi về nha. Thôi con đi về khéo tối con. Tại vì nhà con ở thành phố nên hơi xa. Phải là đi con đi về khéo tối. Đi rong rãi từ từ đi. Nhưng con chi bây giờ. Bà ăn cá khô rồi được không? Được chứ. Bữa nào con có chuyến lên con mua cá khô tặng cho bà. Tại vì ở trên núi á, mình mua cá tư tủ lạnh không có tủ lạnh để bỏ cả nhà. Mua cá khô lên tặng cho bà. Con là con mua gạo mua đồ thêm nha. Con đi về khéo tao khéo tao sự nghiệp tao đi rong rãi đi con à, rong rãi đi nhau. Dạ. Để là cái tao khi cô đồ bây giờ nó cấp bên lắm. Dạ. Bởi vậy tao không muốn đi đâu ở tại đây. Tết mà tao không có về làng một cái gì hết ấy. Tao cũng ở trong này rồi, ai có cho gì thì tao ấy. Yeah. Ở chùa, ở miếu, ở xã gì, ta có cho gì thì tao nhận đến đấy. Chứ tao cũng không đi ra chợ, tao cũng mua cái gì. Bà rất là chân thành nha cả nhà. Thép đang thiếu tiền mua nước uống mà bà cố gắng đi mượn người ta để có tiền cho Thép. Nhưng mà thì thôi chắc là... Chứ con có khát nước thì bà đi mượn được. Chứ phải mượn được, tao mượn là tao ra then cái tao trả ê. Dạ. Đây không có mất nợ ai đâu. Nhưng mà bà cho con bà có tiếc không? Không nè. Sao vậy? Giúp đỡ nhau mà tiếc gì mày. Cũng như tao quen nạn vậy. Mày cũng quen nạn vậy mà tao đi đâu không có thì người ta cũng cho tao vậy. Nhưng mà hồi giờ bà đi đâu không có người ta có giúp bà đỡ cho bà không? Có chứ. Tao cũng nói thiệt à. Tao cũng nói thiệt như mày à. Tôi đi về tôi ngồi xe mà không có tiền đâu. Cho tôi ngồi nhờ được không? Dạ. Nó nói được lên xe bà, lên xe. Tao nói, tao cảm ơn em, rồi tao xuống, rồi cái bữa khác cái tao gặp chiếc khi đó, tao nói, bữa nay tao có tiền tao trả mày, nó không mong quên lấy đâu. Tao cho bà mà bà còn trả nữa, tao nói, bữa nay tao có tiền. Dạ. Tao có tiền tao trả cho mày vậy, rồi hồi nào tao không có tiền, rồi tao đi nhờ là cái thằng thi thô ở Phan Rang á, con. Dạ. Nó còn thí dụ mà tao đi nhà thương hay là tao đi thăm ổng nè, ổng làm nhà thương nè, rồi nó cho, rồi nhà thương á. Về cái tao nói vậy cái tao cho con nói vậy thôi chứ con cũng đâu có lấy tiền bà làm gì đâu. Con tặng cho bà nè. Cái gì vậy? Trước khi lên đây con cũng ghé quán con đổi một ít tiền lẻ để cho bà đi chợ đi rồi cả nhà. Chứ nhiều khi bà lớn tuổi mắt bà không thấy đường mà cứ tặng cho bà tiền nhiều quá. Ơi tặng cho bà tờ 500.000 sợ bà không thấy đường con. Đúng tặng. Đúng bao nhiêu nè con mà sao mày? Con cũng biết nhiều nữa. 1, 2 Ôi nhiều dữ vậy. Con đâu có biết nhiều đâu bà đếm mày. 2 Bà cứ cất đi bà đi chợ đi mua gạo rồi lần lần ấy. Rồi bữa nào con lên có gì con mua ít lương thực rồi con tặng cho bà thêm. Bây giờ tao nói chị mày. Tao cho chị mày đưa 2 tờ. Đâu sang về nha. Ủa chứ con có tiền con mới cho bà chứ mà bà cho con chi nữa. Cho bà đưa bà chọc bà đưa 2 tờ. Con có tiền rồi con mới cho bà chứ. Sao mày nó không có tiền mua nước. Không. Con đã có tiền con mới cho bà chứ đúng không? Nãy con nói giỡn bà. Dạ. Con thép nói giỡn mà bà tưởng thiệt cả nhà. Nãy con nói giỡn á, chứ bây giờ con không có tiền mua nước làm sao con cho tiền cho bà đúng không? Ok. Nói trúng á. Nói trúng hả? Nó không có tiền làm sao nó trông nhiều dữ vậy? Đúng rồi, con không có tiền mua nước sao con cho tiền cho bà? Làm sao cất ở đâu đây? Rồi bây giờ đang lo cái chỗ cắt nữa nè. Rồi cắt đâu đây? Rầu rỉ vậy. Rầu rỉ hả? Cho làm nhiều sao? Quá. Làm sao rầu rỉ? Cho nhiều quá. Cho nhiều quá hả? Ừ. Hồi giờ có ai cho tiền mà nhiều vậy không? Cho gì mà có nó cho. Nó cho lần triệu mấy lần. À triệu mấy hả? Mà nó cho, này mày cho nhiều quá. Mày cho. Cho nhiều. 10 tờ thì 500.
mà 20 tờ thì 1 triệu bà, mà 40 tờ thì 2 triệu, vậy là nó tầm hai, nó có 2 triệu trong đó chứ là nhiều đâu. Đúng không? Biết vậy sao nhiêu dữ vậy? 2 triệu trong đó hả? Chứ có nhiều đâu. Ây da. Dạ. Trời ơi. Tôi giết mày ạ. À. Sao vậy không? Hơn. Nó cắn cái thằng này mà hên nó đâu nó dưỡng á, chị nó không cắn đâu, nó cắn mấy là sức tay á. Trời ơi. Dưỡng á, làm sao nó cắn được. Ủa mà cái tay con nó bị thẹo gì, là chó nó cắn hay là sao vậy? Phải không? Hả? Dưỡng như chó. Đây đây chú thép coi coi. Cái này chó cắn hả? Tía. Tía chứ nó là. Tía là chó cắn. Nó tía chứ chó chứ nó dưỡng chó. Dưỡng dưỡng nó cắn một cái là không đi tìm người lại vào bữa nó. Ồ, quen nó ghê em chứ. Trời nó cỏ nó là ngựa nó cỏ nó chứ. Hết chuyện chơi rồi, ông đưa cái tay vào mổ con chó. Ừ. Nó dưỡng lắm. Trời. Rồi bây giờ bà, con xin phép bà con về nha. Ờ, à, thôi kia chỉ con đi về nè. Dạ. Đưa hai tờ mua nước uống cho con. Con có tiền này, con bớt trong đây nè. Chứ con có tiền con mới cho bà, chứ giờ con không có tiền mua nước sao con tiền cho bà đúng không? Ờ, à, vậy mà gạt léo không có tiền. Cái này nữa gạt léo vậy mà. Dạ, cắt đây cho kỹ nha, lâu lâu lấy ra mua gạo mua đồ nha. Lấy tờ hai tờ. Dạ. Hôm nay chúng ta tới thăm một bậc cụ cũng gần 80 tuổi cả nhà. Điều thép rất là ấn tượng ở đây thì bà cụ mặc dù gần 80 tuổi rồi nhưng mà cụ vẫn tự mưu sinh, hàng ngày vẫn leo lên những cái ngọn cây để chặt những cái cành cây về nuôi những con dê cả nhà. Dê thì bà chăn thuê cho người ta mỗi tháng chỉ được vài trăm ngàn để mua gạo thôi. Mà câu chuyện đáng chú ý ở đây thì hôm bữa bà có bị sét đánh, nhưng mà sau khi mà sét đánh thì cũng không ảnh hưởng gì hết đấy cả nhà, chỉ có cháy tư vi, cháy điện thôi. Bà rất là may mắn nha cả nhà. Đó, thì sau khi sét đánh thì nãy giờ bà nói là bây giờ bà không sợ ai hết á. Tôi sợ không? Đi cả đêm á. Giờ bà hết sợ rồi hả? Không sợ không? Khỉ nó vô đây mà nó uống nước tôi chứa ở đây, nó uống nước. Sét đánh mà không sao thì thôi chứ sợ ai nữa không bà? Đó, tôi tưởng bữa đó là tôi chết rồi mà. Dạ. Tao sống dậy cây, tao nói rồi tao hết chết rồi. Dạ. Hết chết rồi. Rồi con cảm ơn bà, con xin phép bà nha. Ờ, à, thôi chỉ con đi về từ từ đi nha con. Dạ. Núi non đồ... ấy chị con cũng tận tình mà vô đây cho gạo cho tiền thôi, cũng cảm ơn ba đứa con. Thôi vậy con chó nó thân thiện à, cho chị con mình vô tử tế đừng đi giúp đỡ cho nghèo đồ mà đi lên tấu núi tấu non tạo bà ơi. Thì con nói chuyện với bà có thấy mấy bạn đang ngồi phía trước không? Thấy chứ, nó có nó có điện thoại nè. Bà có thấy họ đang làm gì không? Không biết đâu, nó chụp tao chơi vậy, biết vậy nó. Ờ, nó chụp hình nè. Tụi con đang quay một cái video để gửi đến khán giả, họ đang xem cái chương trình của bà. Họ biết được cái câu chuyện mà vừa qua bà bị sét đánh á. À. Với lại họ biết cái hoàn cảnh của bà, nếu mà họ có vô tình mà đi trên núi gặp bà thì họ sẽ giúp đỡ cho bà thêm. Hả? Rồi nó cũng là một cái đoạn video, nó sẽ là một cái kỷ niệm để lại của bà, nhật ký của bà. Sau này bà lớn tuổi rồi thì sau này con cháu bà ở lại họ sẽ xem những cái video này, họ sẽ nhớ về bà. Bà hiểu con nói không? Hiểu hiểu. Hiểu hả? Hiểu. Đây là coi cũng như chỉ con đi giúp đỡ cho những người nghèo phải không? Dạ đúng rồi. Như thằng gà rơi giá phải không? Dạ dạ. Ừ. Tới đây cả nhà chỉ cần hỏi bà Năm Trầu là hàng xóm ta sẽ chỉ nha. Ờ, à, đó hỏi bà Năm Trầu. Dạ, hoặc vậy. Là hỏi là bà Năm bị sét đánh. Ờ, à, đó. Thì người ta sẽ chỉ. Ờ, à, đó. Đó. À, chỉ nha. Dạ. À, cảm ơn tất cả quý khán giả đã xem video ủng hộ thép nha. Một video phải nói là rất là ly kỳ luôn cả nhà. Một câu chuyện phải nói là hồi giờ thép mới gặp luôn. Bị sét đánh nhưng mà may mắn bà vẫn còn sống sót được nha cả nhà. Đó thì cả nhà xem video nếu mà thấy hay thú vị thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye cả nhà. Bye bye nha bà. À, thôi đi về nhau con cái tối. Đi tối Sài Gòn.